trước tình trạng mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét gây hậu quả nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi, Trung du Bắc Bộ. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định hoãn họp thường trực Chính phủ để đi chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Bắc Giang. Cũng như ở nhiều tỉnh thành phố phía Bắc, những ngày qua, tại tỉnh Bắc Giang có mưa to, mực nước các sông trên địa bàn đều vượt báo động 2, báo động 3. Các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đều đạt trên 100% dung tích chứa bình quân. Tỉnh vận hành 27 trạm với 216 tổ máy để chống ngập. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Thị sát tình hình lũ lụt và công tác ứng phó lũ lụt tại xã Tiên Sơn và xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn. Những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ của tỉnh Bắc Giang nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bắc Giang nói riêng và các bộ ngành, tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt. Trong đó, huy động lực lượng, tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, bảo đảm đời sống cho người dân theo quy định. Rà soát kỹ, chủ động sơ tán và di dời dân cư khỏi khu vực đã xảy ra và có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có nơi ở. Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các biện pháp để thoát lũ nhanh, kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Cùng với ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ, phải nỗ lực bảo đảm các điều kiện duy trì sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất tại các khu công nghiệp. Theo đó, phải đảm bảo đủ và ổn định về điện, sóng internet, nước và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất kinh doanh.